Trung xin chào tất cả anh em nhé. Tiếp theo cái video ngày hôm nay, Trung đăng thêm vài cái món đồ chế. Này có ba cái con xe. Trên video này Trung giới thiệu với anh em ba cái con xe cấy nhé. Xe cấy mà mất tính năng cấy rồi, không còn đâu, không còn vui. Nó không đủ đồ ấy. Isuzu Sunny BM43 này. Isuzu Lovely này, cái tên mà nghe nó rất là tình yêu luôn. 400 mấy con này thì trung bình là 4-5 ngựa gì đấy. Mình xem cái mã số động cơ xem. Không có để cái mã số động cơ gì hết. Bây giờ giới thiệu lần lượt từng con nhé này. Hôm qua gài mấy cái cây thì kéo về này. Đây, toàn bộ là những cái dàn chân. Mình tính bây giờ tính nó giống như là cái dàn chân hai cầu động cơ nhé nè. Đây, chân hai cầu nhé. Nó đang đi cái mấy bánh xe rất là kỳ khôi kỳ dị luôn. Động cơ bên trong này. Con FG gì đấy. Có đề nha, có cái cụ đề kìa. Đó. Bơm thủy lực kéo rời này. Mấy cái cơ cấu cắt khóa sai gì đấy không biết nữa. Đây là hai cầu, cầu trước. Soi cái dàn gầm trước đi. Đây. Hộp số này. Rồi truyền xuống cầu trước lái này. Đấy. Đấy, truyền xuống cầu trước nhé, lái đấy. Rồi nó có cái ống dẫn hướng, dẫn động ra sau này. Rồi ngoài ra nó còn có cái trục BTO. Cái trục BTO rất là nhỏ xinh luôn. Đây, trục nhỏ xíu đây. Trục BTO lấy từ phía trước ra phía sau để nó chạy cơ cấu ngắt nhả gì để cấy đấy. Có số có ngắt có nhả gì đây. Đây là mấy cái số này của cái cần BTO này. Xa xa ra tí anh em dễ nhìn nhé. Hai cầu bốn bánh, mấy cái bánh đặc nhúng cao su này thì nó chạy ruộng thì ok, mà cái món này theo như mình, theo như cái ý tưởng mình mang về mà chế thành cái con xe lắp bánh hơi đường hoàng, ngoài sau theo tỷ lệ này thì ngoài sau là 6-12, ngoài trước là 4-12 hoặc là 4-450-10 gì đấy thì là nó phù hợp đồng tua đấy. Cái đó mình đo đường kính, mình tính tỷ lệ thôi, không khó lắm. Còn dính cái dàn ben này, cái ti ben này. Một con nha. Đó, sơ sơ như vậy. Anh em tra thêm Google giúp. Mấy cần số gì nó lung tung lắm. Mình để mình đứng lên cao xong rồi. Mình quay cái chỗ ngồi này. Rất là lý tưởng nè. Thấy nó hay hay này. Cơ cấu là côn, phanh. Phanh từng bên á, phanh đôi á. Rồi vô lăng. Vô lăng thì loại này quá nhỏ để trợ lực nhé, không có trợ lực đâu. Có cả tạ đầu này, cái viền này là tạ đầu này. Rồi đây là một con. Đứng xa ra. Đó. Cái con thứ hai là cái con Sunny này, 43. Con này hình như đi máy cơ quan xéo này. Cũng tất cả đều có đề nhé. Cái máy đó thì mình không có quan tâm lắm. Máy xăng về chỉ khó dọn nổ thôi. Đấy, hai cầu. Cầu trước, cầu sau. Loại này thì nó bé. Theo mình nghĩ chắc nó bằng 1/2 con B6000 này. Nếu mà tính về kết cấu của nó. Bánh bên đây bị cong ven rồi. Bánh xem như bỏ đi. Không còn. Cũng cơ cấu số. Có chỗ ngồi. Rồi các cái cần số gì đó, 1, 2, 3, 4, nói chung là rất là nhiều cái cần số. Cần gì nữa mình cũng không biết luôn. Cái con này thì hai cái đùi nó chạy hai cái lắp dòi nhé anh em. Vi sai phía trước rồi nó truyền thẳng ra phía sau. Đây. Đây cái cục máy Kawa 161 hay gì đây. 141, 161 gì đây. Kawa xéo đề. Con anh em có tận dụng làm mà dùng làm cái xe chạy trong dãy
cổng cái thùng phun thuốc hay là cái gì đó, tại vì con nào nó cũng có trục BTO hết nhé anh em, con nào cũng có BTO á. Đây này, trục BTO này đấy, nó truyền ra phía sau này này để chạy thêm cái tính năng giọt. Bánh này mua lâu lắm rồi, hôm qua mới có anh em trở về giúp nè. 9542 có một đôi một thôi. Rồi đây một cái con nữa, cái con này thì nó chạy đùi sau bằng hợp xích, vẫn có trục BTO, vẫn có T-band đầy đủ nha, con nào cũng có band, có BTO hết. Số thì anh em có thích mua về nghiên cứu thì tìm hiểu xem cái số nó nằm ở chỗ nào, con nào thì nó cũng có các cái bàn đọc côn và phanh hết á. Mở được. Con này là Yanma GE50 có đề. Đây. GE50 có đề nha. Cũng là hai cầu, y hệt giống như nhau hết thôi. Chân đều là hai cầu. Đây là cũng là quả tạ nè. Trời. Nó nhỏ xinh xinh như vậy đó. Tổng cộng có 3 con, anh em có đang đỏ ngoài đường luôn. Anh em có quan tâm rồi biết chế cháo hay là tận dụng chế cháo được cái việc gì thì liên hệ nhé. Máy đang nằm tại nhà, anh em thích đến xem thì xem, còn thích online thì theo cái mã số từng con á, anh em tra Google tìm hiểu xong rồi thì tính tiếp à. Rồi, chung thúc cái video nhé nè. Cái con này, đồng hồ con nào cũng có hết á. Hàng bãi nha, con này là hàng bãi về. Vô lăng. Rất là nhẹ. Tại vì mình chế cái con xe giống như thế này nó cũng mất nhiều triệu đồng rồi mới chế xong. Đây có con máy nó sẵn luôn này, có hai cầu này. Theo như mình thì mang cái phi thuốc phía sau làm cái xe xịt thuốc hay là đơn giản chế lại thành cái xe kéo hàng cũng được. Hay em có ý tưởng gì thì đóng góp nhé. Rồi chung dừng video đây. Cảm ơn em đã xem video.